Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của series Nhân Trường Sống Với câu chuyện đầu tiên của một bạn có nick là Durex XL, diễn đàn ô tô phần Cái thời điểm đấy, tôi có đi công tác một tháng ở một tòa nhà công vụ ở quận 1 Chúng tôi ở trên tầng 4 Từ thang máy lên là sảnh tòa nhà Tầng 23 thì cho thuê. Tầng 4 thì có 8 phòng công vụ. Sảnh nằm giữa tòa nhà. Nửa bên này có 3 buồng: 401, 402, 403. Nửa bên kia thì có 5 buồng. Có một buồng VIP ở bên kia là 408 dành cho cấp lãnh đạo cơ quan. Có 3 buồng cho lãnh đạo cấp phòng ban là 407, 401, 403. Các phòng lãnh đạo này đều chỉ có một giường. Phòng dành cho lính thì có từ hai giường Riêng 402 rộng nên có tới 3 giường Lần đó đoàn công tác của tôi có công việc xác định từ 25 cho đến 35 ngày Có hai trưởng ban ở 407, 401 Có hai phó ban và một lính Phòng lãnh đạo chỉ có phòng 403 Đây là căn phòng đã từ lâu mà mọi người dì tay nhau là có vấn đề Hai phó ban và một lính thì là tôi Thằng lính của tôi Và một phó ban khác Thế là tôi lấy luôn phòng 402 Có ba giường để ba anh em ở Tôi với thằng em Dũng bay vào trước Vì là ban chủ trì Sắp xếp phòng ốc xong xuôi Thì tranh thủ đi xuống địa bàn Tối mịt mới về Về thì hai xếp trưởng Đã an tọa hai phòng Nhưng ông phó ban kia Thì không biết vì ngại hay sao Vẫn không vào cùng 402 với tôi và em Dũng mà tự lấy 403 Đến tầm 8 giờ Cả đội mới kéo nhau đi ăn cơm Cơm gà ở Võ Văn Tần Mệt, đói Nên mấy anh em ăn rất nhanh Xong xuôi thì đi cà phê Đang cà phê Bỗng dưng một ông trưởng ban hỏi Sơn, mày ở phòng 403 à? Vâng sao hôm qua cùng 402 Với thằng Xuân và thằng Dũng cho vui em biết đâu Vào thì thấy bảo là phun rồi Còn 403 thôi Tao thấy mấy con đàn bà Bảo là 403 khó ngủ lắm đấy Kệ thôi anh Em đi lính rồi Chả sợ Đặt lưng là ngủ Tàn trầu cà phê Mấy anh em lục đục về phòng ngủ Nói về Sơn một chút Sơn thì thua tôi vài tuổi Từng đi bộ đội Xong về mới học đại học Lại học ngành triết Lý luận cực chắc Trong công việc cực có năng lực và có lẽ là đời lính cộng với triết học đâm ra là vô thần sừng sững sơn thì tiểu lượng cực tốt uống chưa thấy say bao giờ tôi với sơn trong cơ quan quan hệ thì ổn phối hợp công việc cũng tốt từ thang máy bước ra tôi dừng lại ở sảnh hai sếp về phòng trước còn lại sơn và dũng thấy tôi dừng lại thì cũng đứng lại theo ba anh em ngồi xuống cái bộ bàn ghế khách ngay cửa thang máy ba cái ống khói đến giờ mới hoạt động vì hai xếp không có thuốc Làm phào khói Tôi mới bảo Sơn Này Ông qua 402 với tôi cho vui Vẫn còn một giường Thôi tôi lấy 403 rồi Giờ lại đổi phòng thì ngại Hết thuốc Bước về phòng Cửa phòng 402 thì sộc thẳng xuống cái cầu thang phụ Ở đầu nhà Cầu thang này không hoạt động Vì xuống đến tầng 3 Là đơn vị thuê nhà Nó chặn rồi bịt lại Tôi thì rất khó chịu với cái kiểu cầu thang sộc thẳng vào cửa phòng Nhưng cũng đành chịu Lúc thằng Dũng vào phòng trước Tôi mới bước sang 403 cùng với thằng Sơn Mở cửa vào, bật đèn lên Thì cái hoạt động đầu tiên của tôi là khiếu rác Có mùi tỏi, rất rõ ràng Mùi tỏi tươi như là có ai đó đập dập mấy nhánh tỏi để trong phòng Cái mùi tỏi này nó nồng Và rồi nó có hiện diện cùng với trải nghiệm của tôi đợt đấy đến mức mà gần đây khi có một người bạn tôi chuyển nhà có hỏi tôi là lúc nhập trạch thấy có mùi tỏi tôi ghê cả người dặn bạn là tìm bằng được nguồn mùi tỏi cũng may người bạn đó sau mấy hôm đã phát hiện ra nguồn mùi tỏi là nhà hàng xóm làm tỏi đen sơn về tôi thì dạo quanh phòng lật gối kéo rèm cửa sổ thì nhìn ra giếng trời nhưng chả thấy có cái nhánh tỏi nào cả Tòa nhà đó thì không có bếp ăn Sơn với tôi bảo nhau Chắc là đội thuê văn phòng ở tầng dưới Họ nấu ăn Nên qua giếng trời nó bốc mùi lên Tôi cũng phần vì tò mò Với các lời đồn đại Cho đến lúc đấy thì tôi chưa ngủ Ở cái nhà công vụ này của cơ quan lần nào Tính tôi thì thích tự do Nên các lần đi công tác Tôi toàn ngủ khách sạn ngoài Nhưng lần này chương trình đi dự kiến đến cả tháng Chịu không nổi Nên đành ngủ ở nhà công vụ Phần thì cũng có quan hệ tốt với Sơn Nên chủ động vào 403 Là tôi quan sát tỉ mỉ cái phòng này Có một tủ Một giường Một bộ bàn ghế tiếp khách để cạnh cái tủ Nó nằm ở phía sau cánh cửa vào phòng Từ góc đó ra sát tủ Gồm hai cái ghế Một cái bàn Cái tủ là tủ hai cánh Một cánh gương Nói chung là trang bị đạt chuẩn Mai Villa Khi lướt qua thì tôi thấy cái phòng 403 hoàn toàn bình thường Chỉ gợn đúng hai điểm Thứ nhất là cái tủ có một cánh gương chiếu thẳng vào đuôi giường Đầu giường thì ngay dưới cái cửa sổ Kiểu này ngủ ít nhiều bị ảnh hưởng Thứ hai là ở tường cạnh giường có một bức tranh Đây là một bức tranh đen trắng theo kiểu mảng miếng Nó là tranh in lại thôi Thế thì trong bức tranh này Thì là khuôn mặt của một người đàn ông sầu khổ Đeo kính Với ánh mắt u hám nhìn thẳng xuống giường Tôi cũng bảo Sơn là ông bỏ cái tranh đấy ra chỗ khác đi Tôi thấy cái này không đẹp Sơn mới gạt đi Bảo tranh này người ta treo cho các phòng Mình thay đổi làm cái gì Thấy Sơn nói vậy Tôi cũng không ý kiến nữa Nói chuyện thêm dăm câu thì tôi về phòng Chào ông Sơn xong Tôi quay về phòng 402 Phòng này có 3 giường như tôi đã mô tả Đầu giường là cửa sổ Nhìn xuống đường phố Thằng Dũng lúc này đã sắp xếp xong đồ vào tủ Nó thấy tôi về thì hỏi là tôi nằm giường nào từ lúc mở cửa vào phòng Tôi đã để ý cái tầm cửa mở Có độ quét nhìn thẳng vào hai giường G2, G3 Thế là tôi mới bảo là tôi chọn cái giường G1 ở trong cùng Thằng Dũng vâng rồi bảo là em nằm giường cạnh anh cho vui Tôi tắm trước Khi ra ngoài ngồi tôi mới quan sát kỹ cái phòng Nó có hai cái đèn neon ở bên trên cái tủ Và hai đèn nữa ở phía tường đối diện Có một cái đèn ngủ thì ở bên trên cái cửa ra vào bóng quả nhót màu xanh Tôi tắt nề ông bật thử lên thì phòng xanh lẻ Thế là tôi tắt luôn Hai anh em nằm giường 1 giường 2 Tôi hì hục xách hai cái vali của hai anh em vứt lên cái giường 3 Thằng Dũng ra thấy vậy thì hỏi là sao Tôi mới bảo là để cho giường nó đỡ trống Đây cũng là nguyên tắc tôi luôn làm Khi đi ngủ khách sạn một mình mà có hai giường Hôm đó đi cả ngày Hai anh em tắt đèn Không bật cái đèn xanh kia mà kéo rèm ở cái cửa sổ nhìn ra hành lang thẳng sang cửa 403. Cửa đó thì là kính hoa dầu ánh điện từ hành lang ngắt vào cứ sáng mờ mờ, thực sự cũng chẳng thích thú gì nhưng cũng đành. Tôi mới lầm bầm bảo thằng Dũng là mai nhớ mua cái đèn bàn về để anh em còn làm việc, kiêm đèn ngủ luôn. Và rồi tôi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau đi địa phương, anh em tự ăn sáng rồi đi sớm. Trên xe, một xếp trưởng có hỏi Sơn là hôm qua ngủ ngon không Sơn cười giòn tan Bảo là ngủ tốt chả vấn đề gì Xếp lại hỏi không có ai quấy gì chứ Sơn cứ hề hà Chả có ai đâu anh ạ Chắc mọi người bày đặt đồn thổi trêu chọc thôi Công việc của bọn tôi cái đoạn đó Là chia hai tổ Do hai xếp trưởng dẫn đầu Tôi thắp tùng một xếp Sơn một xếp Thằng Dũng thì chạy hậu cần Chủ yếu là đi cùng tôi những ngày đầu tiên trôi qua Công việc lưu bù Thầy Sơn sáng nào cũng dậy tốt Việc tốt Tinh thần tốt Bên tôi cũng vậy Anh em đi cả ngày Về là ngủ ngon lành Sáng dậy lại đi Chuyện phòng 403 Vì thế mà cứ nhạt dần Thứ bảy bọn tôi vẫn đi làm Chủ nhật thì nghỉ Đến sáng cái hôm chủ nhật Hôm bọn tôi vào là chủ nhật tuần trước Vị trí là đã ở đây 7 đêm Mấy nghe mày kéo nhau ra ăn phở Hà Nội cho đỡ nhớ Cửa hàng phở Hà Nội khá to Nằm ở phố Nguyễn Đình Triều thì phải Mấy anh em phải đi taxi mới đến Ăn xong Thì ra cà phê Do hôm nay rảnh Nên cứ cà phê ở Hồ Con Rùa Kéo dài từ lúc ăn sáng cho đến tận trưa Thôi thì đủ mọi chuyện Chuyện công, chuyện riêng, quan điểm, gái đẹp, xe sang Và tất nhiên là có nội dung hỏi thằng Sơn Về cái phòng 403 Một anh có hỏi Thế nào Sơn, mày có ngủ ngon không? Ngon, chả làm sao cả anh ạ Có thấy gì lạ không? Cũng không luôn ạ Anh kia mới chen vào Về lần này, ta phải bảo Lão Quỳnh tránh văn phòng Cho mày vào kỳ yếu luôn Sao hả anh? Cái phòng 403 này, người ở lâu nhất Mà văn phòng ghi lại là cũng chỉ 3 đêm Ờ, đấy là vì công tác ít ngày Chứ có lâu như anh em mình đâu Sơn mới cãi lại Anh xếp thì lung túng Ừ, có phải lúc nào cũng có công tác dài ngày ở đây đâu Tôi chỉ ngồi nghe từ đầu Đến lúc này Sau khi rất phân vân Tôi quyết định hỏi Sơn Này ông Cái mùi tỏi tươi mấy hôm có đỡ không? Nghe tôi hỏi Sơn như nhớ ra rồi bảo Hết ngay thì phải Từ sáng hôm sau đến nay không còn tí mùi nào cả Chiều hôm đó tự do Mấy anh em đi củ chi chơi Đến tối mới về Ăn uống xong thì mới lên phòng Sơn cao hứng sang 402 chơi với hai anh em Sơn thì là đàn ông rất thảo vát, chu đáo Trong khi anh em cứ đi rôm giả chém gió Chơi, rồi ăn uống, rồi về Thì Sơn chả biết từ lúc nào Đã mua được bịch hoa quả tươi Xách theo vào luôn phòng 402 Hai xếp trưởng cao tuổi hơn nên ngủ sớm Ba bọn tôi ăn hết mỡ xoài, dừa Thì cũng gần 11 giờ Lục tục đi ngủ Phòng tôi thì Dũng đã mua cái đèn bàn Để luôn chỗ bàn làm việc cạnh cái tủ Và cửa sổ nhìn ra hành lang nên từ mấy hôm bọn tôi đóng cửa kéo rèm kín Bật đèn bàn thay đèn ngủ rất là tốt Nằm nghịch điện thoại được một lúc chưa ngủ được Cũng tầm 12 giờ đêm Tôi nghe thấy 403 có tiếng mở cửa Rồi ba bước chân lẹp bẹp Tiếng sơn vang lên cùng với tiếng gõ cửa phòng tôi Ông Xuân ơi ngủ chưa Tôi nhờ tí Dũng bật dậy mở cửa Sơn cởi chân quần đùi Ra cầm cái điện thoại thỏ mặt vào Bảo Ông Xuân ơi sang tôi nhờ tí Tôi nhỏm dậy đi theo sơn sang Dũng định đi theo Nhưng tự nhiên không hiểu sao lúc đấy lóe lên trong đầu tôi Là phòng 402 không thể bỏ ngỏ cửa Tôi bảo Dũng cứ ở lại Mình tôi sang Bước theo sơn sang phòng 403 Sộc vào mũi tôi là mùi tỏi Đứng giữa phòng cạnh tôi Sơn cứ chun mũi hửi hửi rồi quay sang Này Ông có thấy mùi tỏi không Có Mùi bốc lên lâu chưa Tôi cũng không biết từ lúc từ bên phòng ông về tôi đã thấy có rồi Tôi nhớ lại Hôm nay đi ăn đi chơi từ sáng Mấy anh em buổi trưa cũng không về phòng Mà đi luôn một mạch Mùi tỏi thì nồng, hăng Rõ ràng là tỏi tươi chứ không phải là món xào nấu gì cả Vì không kèm theo mùi dầu mỡ hay mà muối Sơn bảo là tôi cùng tìm xem Cái mùi đấy từ đâu ra Hai thằng cứ hít ngửi đánh hơi Cứ như là mấy con chó Khắp phòng chả thấy nguồn mùi gì ở đâu cả Tôi về cửa phòng 402 Cửa vẫn mở Dũng đang ngồi trên giường nhìn ra Điều hòa vẫn chạy Tôi mới vẫy Dũng sang Cho nó ngửi Nó đóng cửa đi sang cùng tôi Nó xác nhận là có mùi tỏi nồng Rõ nhưng chẳng thấy nguồn đâu Tôi bảo với Sơn là mùi này Có ngủ được không Không thì sang 402 Sơn thì vẫn ương Bảo là ngủ tốt Như hôm nọ đấy chắc một lát là hết Tôi với thằng Dũng thì về phòng Rất vô thức một cách trẻ con Tôi kiểm tra lại chốt cửa với cửa sổ cho thật chắc Rồi mới chuyển đèn đi ngủ Đang nằm lưu siêu Tự dưng thằng Dũng nó bua một câu Cứ chủ nhật là lại có mùi tỏi anh nhỉ Tôi nghe cái câu đấy xong bỗng dùng cả mình Thằng Dũng nó tuột ra câu hỏi đấy Thì ngủ luôn Dũng ăn tốt, sức khỏe tốt Ngủ cũng cực tốt Tôi thì chìm dần vào giấc ngủ Trong đầu cứ vảng vất chủ nhật Chủ nhật mùi tỏi Sáng hôm sau là một tuần công việc mới Khi xuống sảnh để lên xe Chưa thấy Sơn xuống Sơn chậm khoảng 10 phút Trên xe mọi người nói chuyện rôm rả Sơn thì cứ lặng yên Tôi nhìn sang Sơn Nét mệt mỏi lóe lên ở nơi khóe mắt Biết tính Sơn nên tôi cũng không hỏi gì hơn Rồi lại chia hai nhóm công việc Chiều muộn về ăn cơm Quan sát Thì tôi thấy Sơn đã hết mệt Công việc hôm nay bên nhóm Sơn tốt Nên cậu ta phấn khởi cơm nước xong lên phòng Tôi chủ động bảo Sơn là sẽ vào phòng cùng Sơn cũng đồng ý Bước vào 403 Mùi tỏi đã lại hết sạch như chưa từng nồng nàn đêm qua Tôi đi quanh phòng và cả nhà vệ sinh Mọi thứ vẫn bình thường Tôi chào Sơn chuẩn bị về Thì bỗng dưng nhìn vào cái tủ gương Tôi nhớ ra bảo Ông ơi Ông lấy cái khăn che cái gương lại đi hay hơn Sơn gật đầu Hôm nay Sơn không tươi và nhanh miệng lắm Tôi về phòng bảo dũng là hôm nay anh em mình chú ý chút nếu bên anh sơn có cần gì thì mình sang dũng nhất trí ngay nhưng rồi đêm trôi qua trong yên ổn sáng hôm sau khi tôi với dũng vào thang máy sơn cũng vào theo nhìn sơn tôi giật cả mình mắt chớm có quầng và mệt mỏi rõ là đêm qua nó không có ngủ tốt sơn vẫn lặng lẽ như hôm qua hai anh trưởng hôm nay bắt đầu chú ý hỏi sơn có ngủ được không Sơn vẫn ương nói là ngủ tốt Trước khi hai tổ chia nhau đi công việc Sơn nói riêng với tôi Này Tối nay ông về Thì sang tôi nhờ tí Tôi ok luôn Chiều hôm đó về Lúc ăn cơm Các anh trưởng cho biết là công việc tiến triển rất tốt Dự kiến là thứ ba tuần sau Tức là một tuần nữa thì sẽ về Nghe vậy thì tôi thấy bình thường Vì tôi cũng chả có nhu cầu về sớm Thằng Dũng thì trưng hửng Vì nó đã lên kế hoạch đi ăn, đi chơi đi thăm thấy ở đây cho cả bốn cái ngày chủ nhật nhìn sang sơn thì tôi thấy sơn ánh lên một niềm vui trong mắt lúc lên phòng như đã nhận lời tôi vào bốn linh ba cùng sơn sơn nhờ tôi cùng chuyển cái giường ra chỗ khác tôi mới hỏi sao bị thế nào sơn không nói chỉ nói là nằm đó có gió thổi từ cửa sổ và lạnh khó ngủ đêm qua mò dậy đẩy giường lệch sang mà không được nặng quá Tôi ok, hỏi Sơn là định chỉnh thế nào? Sơn bảo là đẩy nó sát vào tường nhà vệ sinh, lệch hẳn ra khỏi cái cửa sổ. Thế là hai thằng hì hục đẩy, nhưng mà sao nó nặng thế? Đẩy mắm môi mắm lợi mới được. Và khi đẩy cái giường ra, tôi mới phát hiện ra một điều mà tôi không hề để ý. Đó là cái giường ở 403 nó khác với 402. 402 thì là giường gỗ bình thường, 403 thì là giường kiểu khách sạn, không có đầu giường. Cái mà tưởng là đầu giường thật ra là gắn lên tường. Còn cái giường thì kê sát vào đó Nhưng khác ở chỗ là ở khách sạn Giường kiểu này thường có bánh xe Đây thì không Kiểu giường này liền đệm 20 phân Ga, chăn Bảo sao là nặng lòi mắt Đẩy cái giường xong Tự dưng rất vô thức Tôi ngoảnh lại sau lưng Trên tường Thằng cha đàn ông đeo kính Buồn thảm Đang nhìn tôi Tôi dùng cả mình Tôi rủ Sơn là vứt luôn cái đồ ở đây Khóa phòng 403 Sang 402 ngủ cho vui Sơn ngần ngừ rồi lắc đầu Tôi về phòng cũng như đêm trước Tôi chưa ngủ ngay Chú ý lắng nghe xem bố Linh Ba có động tĩnh gì không Sơn nó có gọi gì không Tôi nằm vơ vẩn mông lung Bỗng nghĩ ra một điều khá quái gở Cái giường, cái cửa sổ Và khuôn mặt với đôi mắt u ám Dường như giao nhau ở một điểm Đấy là cái giường Và cái giường thì không biết vô tình hay cố ý Là loại cố định và gắn cứng ở vị trí đó Và người ngủ trên giường Thì lăn ra mệt Tối hôm đó tôi ngủ lúc nào không biết Sáng hôm sau dậy gặp Sơn tôi mới hỏi Sơn bảo đêm qua ngủ tốt Tinh thần nhẹ nhõm Sơn tươi hơn rõ Hôm đó là thứ tư Có vẻ như việc kê lại giường phát huy tác dụng Đêm cái hôm thứ tư Thứ năm và thứ sáu trôi qua bình thường Sáng nào hỏi thăm Sơn cũng bảo ngủ tốt Hôm thứ bảy Theo lịch là còn 3 ngày nữa Bọn tôi kết thúc chuyến công tác Hôm đó xong việc sớm anh em ăn cơm sớm Thằng Dũng đã búc vé ở phòng trà WI cho cả hội Chương trình giọng ca Tuấn Ngọc tôi nhớ rất rõ Xong chương trình ở WI cũng đã 11 giờ hơn Mấy anh em taxi về đến nhà thì gần 12 giờ Hai sếp về phòng trước Ba đứa tôi ngồi sảnh hút điều thuốc rồi mới vào phòng Đi ngang qua phòng 403 Nghĩ thế nào tôi lại rẽ vào cùng Sơn Và có mùi tỏi Tôi giật mình Sơn cũng vậy, nhìn sang tôi mặt tái đi. Sơn lẩm bẩm như tự nói: Mới thứ bảy mà. Tôi cũng đang nghĩ như Sơn, nhưng chợt nhớ ra, lật đồng hồ tay, 12 giờ 10 phút là chủ nhật rồi. Khuôn mặt Sơn lúc đó rất khó tả, như kiểu người ngồi chờ đến lượt nhổ răng. Tôi nói luôn: Ông khóa cửa, sang bên tôi ngủ đi. Sơn gật đầu, lặng lẽ làm theo, lạch cạch khóa cửa 403 rồi vào 402 cùng tôi Về 402 thì thằng Dũng đang tắm Nó khỏe, bao giờ cũng phải tắm rồi mới ngủ Tôi bảo Sơn là ông thích giường nào thì tùy ông Nét cứng rắn của Sơn mọi ngày như tan biến Sơn chỉ ngay vào cái giường giữa Tôi ok Thế là tắm xong Dũng dọn lại cái giường ba Và leo lên đấy Sau mấy câu đại loại Là anh Sơn sang đây luôn nốt mấy hôm cho vui Thì đã thấy tiếng nó ngáy đều đều Thằng này ngủ ngon dễ sợ Tôi thì với Sơn dì dầm nói chuyện thêm một lúc rồi ngủ Và không biết được bao lâu Tôi bỗng dưng thức giấc Tôi mở mắt thao láo Giáo hoảng nhìn xung quanh Cái đèn bàn tắt ngúm từ bao giờ Trong phòng là cái ánh sáng xanh Lạnh ngắt từ cái đèn ngủ trên nóc cửa ra vào Và tôi lệch người khi thấy cửa phòng mở toang Ngoài hành lang thì tối om Ai thay đèn, ai mở cửa Chính tay tôi khóa cẩn thận rồi cơ mà trong đầu tôi bật ra từng đấy suy nghĩ Tôi định nhổm dậy Thì phát hiện người bị dí chặt xuống giường Cái cảm giác bị đè dí xuống như này Giống hệt như những cái lần bóng đèn vàng ịch Ở cái ngôi nhà tầng 2 Mà tôi đã từng kể cho mọi người Chỉ khác là ánh đèn này xanh dờn Tôi ngoảnh được mặt sang trái Sơn đang nằm co quắp cong như con tôm lưng hướng về tôi Tôi cố nhìn sang phía giường bên kia Chỗ thằng Dũng thì do Sơn nằm nghiêng nên không nhìn rõ được Đúng lúc đấy Có một cái bàn tay đen xỉ Cổ tay dài, khẳng khiu Nó trồi lên ở cái khoảng giữa giường tôi Và giường Sơn Ở tầm ngang bụng tôi Nó trồi lên, bàn tay năm ngón dài Quăn queo, hướng lên trần nhà, ngọ nguội Sơn đang nằm co nghiêng sang bên kia Bỗng dậy rủa quằn quại, say trở Tôi vẫn bị đè dí Nhưng vẫn ngoảnh sang được bên đó Vì Sơn dậy rủa. Nên tôi thấp thoáng nhìn xuyên qua được giường bên kia thế nhưng không thấy thằng dũng đâu cả thế rồi có một người đứng ở đó giữa giường sơn và giường dũng bóng đen sẫm đèo kính đúng lúc này tôi ngửi thấy có mùi tỏi nồng nặc và tôi bừng tỉnh cọ quậy được tay chân cảnh vật vụt trở lại bình thường lại là ánh đèn bàn cửa phòng vẫn đóng chặt giường bên xa thì thằng dũng ngáy đều nhìn sang giường bên sơn nằm co quắp như trong cơn bóng đè mà tôi nhìn thấy Khóe miệng thì nhếch nhếch Khóe mắt thì giật giật u ở trong cổ họng Và thoang thoảng đâu đây Có mùi tỏi Tôi ngồi hẳn dậy Đập cho thằng Sơn nó tỉnh Tôi hỏi Này ông mơ gì mà u ở thế Sơn mắt nhắm mắt mở Xua tay chối là không mơ gì Tôi hỏi luôn Có phải mơ thấy thằng áo đen đeo kính đúng không Sơn giật bắn người nhìn tôi kinh hoàng Tôi không nói gì nữa Chỉ bảo Sơn là ngủ đi Bên 402 có mấy anh em yên tâm Sáng hôm sau Tôi bảo Dũng cân đối tài chính Ra thuê khách sạn cho cả mấy anh em Còn có hai đêm Các anh trưởng gần như gật đầu ngay Khi tôi báo cáo đề xuất ra khách sạn ngủ Bọn tôi gói hành lý Và rời khỏi đó lúc 11 giờ sáng hôm chủ nhật Lúc này 403 không có mùi tỏi Mà 402 bắt đầu chớm thoang thoả Sau cái chuyện đó Tôi cũng không đi công tác dài ngày ở Hồ Chí Minh Ít lâu sau, tôi cũng chuyển cơ quan. Trong cái thời gian trước khi chuyển công tác, tôi có đi thành phố Hồ Chí Minh vài lần, nhưng đều ngắn ngày nên tôi cứ theo thói quen là tự ngủ khách sạn. Sơn thì về Hà Nội là lại nhanh nhẹn hoạt bát bình thường. Tôi cũng vài lần rủ cà phê để hỏi kỹ chuyện, Sơn cũng không kể gì nhiều, chỉ nói là ngủ hay mơ thấy nặng, không ngủ ngon. Có thêm một chi tiết khi tôi hỏi về cái bức tranh sơn có nói là định bỏ đi chỗ khác nhưng không được vì tranh đó vít chặt vào tường từ đó đến giờ tôi cũng không quay lại cái căn nhà đó và không biết bây giờ thì như thế nào liên quan tới những sự việc trong câu chuyện này thì tôi xin giải thích thế này những hình ảnh tôi thấy trong mơ đặc biệt trong cái trạng thái mà chúng ta vẫn hay gọi là bóng đè thì tôi là thằng không bị bóng đè nhiều vài năm một lần năm nào nhiều thì một hai lần do đó những lần bị bóng đè về cơ bản tôi đều nhớ khá chi tiết so sánh và sâu chuỗi với nhau Thì giấc mơ và bóng đè theo khoa học đều là trạng thái não bộ làm việc khi cơ thể ngủ Bóng đè thì mạnh hơn mơ Thực hơn mơ ở chỗ là não bộ không chỉ làm việc mà còn nhận thức xung quanh qua các giác quan Nhưng là sự nhận thức không giống như lúc thức bình thường Do đó, bóng đè tuyệt đại đa số sẽ cho chúng ta hình ảnh, khung cảnh, hoạt động ở ngay chỗ ta đang ngồi hoặc đang nằm ngủ Về tâm linh thì qua sự tương tự của cách xuất hiện các khung cảnh sự vật trong các lần bóng đẻ Tôi cho rằng Thời điểm đó là lúc nhận thức của chúng ta Có thể tương tác trực tiếp với cõi âm Như tôi đã nói Âm giới tồn tại gắn khít với dương gian Nhưng ở chiều không gian và thời gian khác Bình thường chúng ta không cảm nhận được Nhưng khi rơi vào cái trạng thái bóng đẻ Những gì chúng ta nhìn thấy Chính là âm giới đang gắn khít xung quanh chúng ta Mọi người cứ để ý Những việc hiện ra trong bóng đẻ Thường xuyên là khung cảnh ban đêm hoặc nếu có ánh sáng thì nó là thứ ánh sáng không ra ngày không ra đêm Rất là kỳ quái Về cái người đeo và cái mùi tỏi Thì điều này tôi không kết luận là đúng hay không Chỉ thấy rõ là trước khi Sơn sang ngủ thì bố Linh Hai bình thường Sau khi Sơn sang ngủ thì bố Linh Hai có việc như vậy Và câu hỏi mà tôi vẫn chưa được giải thích từ mấy năm nay Thì theo đạo thiên chúa là giải thích như thế nào về cái việc Mùi tỏi xuất hiện vào ngày chủ nhật nếu ngày chủ nhật có ân oán hay liên hệ gì đó với các chủ thể thì đúng logic, nhưng nếu không chỉ là sự liên hệ cá nhân mà có yếu tố tôn giáo thì sao? Ngày chủ nhật thì là ngày lễ bên công giáo, liệu có sự liên hệ nào không? Giống như kiểu là mùng 1 hay hôm rằm. Và trong các giáo thuyết, các chuyện truyền lời của công giáo có nói gì đến các hiện tượng nhân vật nào liên quan tới cái mùi tỏ hay không? Một câu chuyện khác do một bạn có nick là Step Up kể lại thế này. Đây là một số câu chuyện mà mẹ tôi kể cho vợ tôi nghe mà tôi không hề biết. Không có ma quỷ gì nhiều mà chỉ liên quan đến những mảnh đất nhà tôi ở. Thời chưa có tôi thì bố mẹ tôi ở một căn nhà cũ gần cơ quan bố. Bố tôi thì lái xe nên cũng hay đi. Mẹ tôi thì giáo viên nên ở nhà thường xuyên. Nhà ở một căn, bên cạnh cũng là một căn khác, lụp sụp hơn Gọi là cái lán thì đúng hơn Mẹ tôi thì để nuôi gà Hai căn nhà này sát nhau Xung quanh chẳng có ai ở cùng Từ khi dọn về ở đó Mẹ tôi rất hay ốm vặt Không mấy khi cảm thấy thoải mái Vì cũng đang chờ được cấp nhà Nên cũng cứ ở đấy Cũng chẳng có để ý gì cả Một thời gian sau Thì thấy mẹ tôi rất hay ốm Mọi người ở trường mẹ tôi mới hỏi Thì mới biết là hai cái căn nhà đấy Trước có một bà già ăn xin chết ở đó ở căn bên cạnh thì chính là cái lán mà nhà tôi đang dùng để chăn nuôi. Biết chuyện, mẹ tôi cũng kệ vì chẳng đi đâu được, vẫn hay ốm vặt. Duy chỉ có cái lạ là gà qué nuôi lớn nhanh như thổi. Kể ra bà già tôi cũng gan. Đấy là một khoảng thời gian ngắn, tầm hơn một năm, năm 80 thì phải. Sau đó nhà tôi dọn về khu tập thể khác thì mẹ tôi không còn cái kiểu ốm vặt như vậy. Ở đấy được một thời gian thì gia đình tôi được cấp đất ở khu mới của thành phố cũng không xa cơ quan bố lắm Nhà tôi thì là nhà đầu tiên được cấp đất ở đó Nhà tôi thì quay đít vào đường tàu hỏa Trước mặt là đường lớn Khu này trước là cái đầm lầy thì phải Trước nữa thì tôi không rõ Thời năm giữa năm 1980 Thì bố tôi cũng làm ăn được Xây nhà tầng luôn chứ không xây tạm Cát sỏi sắt thép Toàn lấy xe tải, xe khách của cơ quan chuyển đến xây Nhà xây trong khoảng một năm thì xong Và nhà tôi dọn về Lúc đấy tôi còn bé Chả biết gì mấy Bố tôi thì vẫn hay đi Mẹ thì đi dậy cả ngày Nên ở nhà có mỗi tôi với bà nội Sau này mẹ tôi mới kể Là trong năm đầu tiên ở nhà mới Có một hôm mẹ tôi đi dậy Chỉ có mỗi bà tôi với tôi ở nhà Ở ngay sau nhà tôi Trách sang trái Hướng trước nhà Nhìn vào thì có một thanh niên tự tử trên đường tàu Chỗ đồng chí ấy chết May không phải là phía sau nhà tôi Hôm đấy Công an xuống làm việc Do xung quanh không có bất cứ nhà nào khác ngoài nhà tôi thanh niên kia lại chết sát với đường dây Nên mấy ông công an định kéo xác qua nhà tôi Để sang bên này làm khám nghiệm tử thi May mắn thế nào bà nội tôi mới lưu loa ẩm ĩ lên Nói là nhà mới xây Lại có trẻ con nên không cho qua Đội công an mới đành phải kéo xác Lội qua cái khu đất bên trái nhà tôi Dựng lán làm trại khám nghiệm ở đấy Lúc đó tôi còn bé nên chả biết gì Cũng chẳng nhớ Chuyện có người tự tử ở đấy Thì là hết có lẽ nó là nguyên nhân mà cái mảnh đất cạnh nhà tôi Từ cái thời đó đến giờ Vẫn không có ai ở Và ai đến mua cũng lắc đầu quay đi Có vẻ như nó ảnh hưởng đến cái giải đất bên trái Mà những nhà ở đó đều có người chết trẻ Câu chuyện cuối của ngày hôm nay Của một bạn có nick là Trung Bồn Tôi sinh ra và lớn lên Ở vùng miền Trung Du Bắc Bộ Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Tôi thì đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên chia sẻ câu chuyện này không Vì bác đấy hiện tại cũng đã về thế giới bên kia Và chuyện này tôi cũng chỉ được nghe qua lời kể Của một số người như chồng bác, mẹ tôi và một vài người nữa Tôi xin tả thêm về nhà bác và nhà tôi Để cho mọi người dễ hình dung Miền Trung Du thì làng xóm láng giềng thường quây quần Bên một quả đồi thoai thoải Quả đồi này thì được chia thành nhiều ngõ Mỗi quả đồi thường là một xóm hoặc một thôn nhà tôi thì gần đỉnh một quả đồi trong cái ngõ nho nhỏ nhà bác đấy thì ở đầu ngõ tuy nhiên cổng thì lại là phía mặt đường lớn đầu ngõ nhà tôi thì có một ông chó bằng đá tôi không biết từ bao giờ nhưng có lẽ phải mấy chục năm ông chó rất đẹp bằng đá xanh trước ngõ nhà tôi thì còn có một cái ao khá to cũng có một vài trường hợp đuối nước ở đó phía xa xa bờ bên kia là cái đình làng với hai cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên cây đa bên trái có một cái cảnh cọc rất to Không có lá, xù xì Và đó cũng là một phần của câu chuyện này Ai ở quê chắc cũng biết Nhà vệ sinh thì thường ở xa Và ngày xưa thì làm gì có điện đóm Chỉ dùng đèn dầu Một buổi tối khoảng 8 giờ Mùa hè năm 1985 hay 86 gì đó Tôi nhớ chi tiết này Là vì bác ấy bị ma nhập Lúc con gái út bác ấy được 4 hay 5 tuổi Mà chị đấy thì sinh năm 1981 Bác Phương cầm cái đèn dầu đi vệ sinh vì nhà vệ sinh ở xa Nên bác ấy phải vòng qua cái ao để đến đó Lúc đó gia đình cũng đã ngủ hết Ngoài bố chồng là cụ Thi Đang đi chơi nhà hàng xóm Vợ chồng bác sống với cụ Thi Hai anh con trai và người con gái út Ngủ cùng với bác gái Một lúc sau thấy bác về Tự dưng nghe xỏa một tiếng làm cả nhà tỉnh ngủ Chồng bác ngồi dậy ra xem như thế nào Hóa ra chiếc mâm nhôm Bị ai đấy đá vào Thế bác gái không đi vào trong giường nằm Mà cứ ngồi dựa vào cái cột ngay cửa ra vào Chồng bác mới hỏi sao không vào nhà mà cứ ngồi ở đó bác phương thì chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn chằm chằm và thi thoảng nở một nụ cười bí ẩn ba trai biết nó có chuyện không lành nên cầm tay bác để hỏi xem bị làm sao bác cứ ậm ừ như có cái gì đấy mà không thốt nên lời lúc này các con bác cũng bị đánh thức cả dậy nhà cửa huyên náo đúng lúc đó cụ thi đi về thì nhìn thấy vậy hỏi chuyện mới bảo với bác trai mày giữ chặt tay nó con phương nó bị ma nhập thế rồi cụ thi chạy lên gần nhà tôi bẻ một cành dâu và nhúng vào một thùng phân lợn vì hàng xóm ở quê nhà sát nhau nên lúc này ai cũng biết và chạy xuống xem thế nào nhà bác bây giờ khá đông người cụ thi cầm cành dâu về đưa cho bác trai bảo bác trai quật thật mạnh vào hai vai cụ bảo ma chủ yếu đậu ở trên hai vai nếu đánh chỗ khác làm đau người nhà mình bác trai quật mấy cái nhưng bác gái chỉ kêu đau và năn nỉ ơ à, sao anh đánh em Bố ơi bà chồng con sao cứ đánh con thế này Con gái út của bác thì khóc nức nở vì sợ và không hiểu chuyện gì Đánh được một lúc lâu vẫn không thấy thay đổi gì Bác trai định dừng lại Nhưng cụ thi bảo cứ đánh thật mạnh vào Cụ thi thì là người có tiếng về chuyện chị ma nhập Thế là bác trai cứ đánh liên tục Thi thoảng có người họ hàng đến chơi Bác gái lại kêu Ôi chú Minh Chú bảo anh Khánh sao cứ đánh tôi thế này Nhưng bác trai vẫn cứ đánh đến độ cành dâu gần như nát hết vỏ Đánh được khoảng 40 phút Bác gái bắt đầu không kêu nữa Mà chuyển sang xin Em xin anh Em biết sợ rồi Bác trai mới dắt tay ra giữa sân để hỏi Mày tên gì Lúc đấy Tự dưng bác gái trả lời Bằng giọng của một người đàn ông Em tên Thiệu Lúc đấy Bác gái nhìn ngang dọc với đôi mắt rất khác lạ Mày bao nhiêu tuổi ở đâu Em năm nay 30 Đang ở cành cộc cây đa cây kia kìa Sao mày nhập vào người ta Em biết mấy lần chị chồng rau gần chỗ em Hôm nay em thấy chị đi vệ sinh một mình Nên em mới theo về Sao mày vào được trong nhà Giọng bác trai càng lúc càng to và quyết liệt Em đánh lừa thổ địa và các cụ Vào được trong này Nó len lén nhìn bác trai Và cụ thi đang đứng ngay cạnh Mày đi với ai nữa em đi với một thằng nữa Nó kia kìa Rồi bác gái chỉ tay về phía bụi tre ngoài cổng Nó đứng ngoài đấy Nó khôn lắm Nó xui em nhập vào chị Lúc đấy mọi người mới hiểu Đây là một thằng tên Thiệu Đi cùng một thằng nữa Thằng kia khôn đứng ngoài xui nó vào Đời đúng là có người khôn người dại Bây giờ có cả ma khôn mà dại Bác trai mới hỏi Mày có nhập như thế này nữa không thiệu trả lời bằng giọng van nặng hơn bằng giọng van xin sợ sệt em không dám ạ à. em nhìn thấy anh phải chạy từ xa bây giờ tao thả mày ra mày còn đến đây tao đánh cho mày tuốt xác anh chỉ cần đưa em ra cổng thả tay ra là em đi ngay thế là bác trai sau khi hỏi ý kiến cụ thi liền dắt bác gái ra cổng mọi người cũng đi theo khá đông bác vừa mới thả tay ra bác gái hú ngay lên một tiếng rồi bật ngửa ra sau Mọi người đỡ bác Bác nhìn mọi người ngơ ngác và không hiểu chuyện gì Mấy bà hàng xóm thì đưa bác vào nhà tắm rửa Vì toàn mùi phân thối Sau đó xoa dầu cho bác Bác gái sau khi vệ sinh xong Xoa dầu và lên giường nằm Thì ngủ một mạch đến sáng Mọi người cũng thu dọn Rồi nói chuyện ra ba câu Ai về nhà đấy Vì lúc này cũng đã 10 rưỡi 11 giờ Từ đó trở đi Bác gái không còn bị nhập Và trong xóm tôi Cũng không còn ai bị thêm Có lẽ cái trận đau đòn nhớ đời đấy Khiến cho con ma tiên thiệu Cạch mặt dân làng chúng tôi Đến bây giờ Bác Phương đã mất Cây đa thì bị đánh cả gốc lên Để trồng một cây đa khác Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc Tập nhân trường sống ngày hôm nay Nếu các bạn thấy hay Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống